đây là một chiếc máy chạy bằng động cơ xăng. Chiếc máy này máy động cơ Honda, cái bánh là bánh bằng xích. Đấy. Với địa hình dốc 35 độ là máy này có thể là nó bò lên, nó chở 2-3 tạ là lên đồi, lên dốc là bình thường. Đây, bánh xích đây. Đấy, bánh này nó bò cái độ ma sát cực kỳ cao. Các bạn có thể là leo đồi, leo đĩa rồi chở bất cứ một cái vật gì được khó đi, gồ ghề là nó lên hết. Và cái con này đặc biệt là nó có hai cái chân đỡ này, giúp cho máy thăng bằng, cũng như là khi mà mình hạ máy xuống ấy. Đấy. Đồng thời nó có hai số, hai cầu, cầu nhanh, cầu chậm và một số 0. Rồi, đây là công tắc vào ga. Tắt máy. Công tắc. Lan, anh bật anh cho khởi động tí. Rồi, ok, ga lên là chạy. Ba số. Rồi, trả thông kia. Đặt cân xem là nó là bao nhiêu cân đấy. Chắc là tầm hơn 90 cân. Không. Cái xe này nếu mà để nó 90 cân anh ạ. 92 cân. 92 cân. Ngay cả cho lên luôn đấy. Chiều nay giao cho anh Trường đúng không? Trường Sơn Na. Đấy, anh bật lên không? Anh cẩu nó cái bánh nó lên chạy.